Xin chào các bạn, đây là một bé Maine Coon màu cream của trại mèo thai phụ Catery. Vâng, bé giờ đã được 3 tháng rồi, nhưng mà đã được gần 2 cân rồi ạ. Đây là một bé cái. Bé cái của trại mình rất là xinh xắn, tương lai sẽ trầu form rất là đẹp ạ. Sức khỏe rất tốt, lông rất là mượt và màu cream rất sáng. Bạn có thể thấy bé rất là tinh nghịch. Và trại mèo mình còn hai bé như này, các bạn nhanh chóng liên hệ để mua bé nhé.